Xin chào chú bác mình ha. Hôm nay em tranh thủ lên cho bác video bao gồm 21 món hàng như thế này. Đó, hôm nay có rất nhiều hàng lạ lạ nha. Em chú bác mình xem, mua hàng thì liên hệ em qua số điện thoại Zalo là 0919 192015 em tên Nghiệp. Ở phí ship là 30.000 trên một sản phẩm, tất cả ship nhanh, hai đường bao ship nha anh em. Mã đầu tiên lên cho anh em mình, đây là cái bộ cò bộ mà để gọi là vô dây cho máy nè anh em. Đổi dây qua máy nè, nó có hướng dẫn sử dụng đây nè. Đó, hàng này hàng của Nhật nha, của chú bác mình đây. Giá của nó nè 5.800 yên, 1 triệu bạc, bộ này có rẻ đâu nè. Thì đây, hàng mình em thấy có phụ kiện cũng tương đối là đầy đủ rồi nè. Hai cái kia, một cái bộ này, một cái này nữa nè anh em. Đó, thì nguyên một bộ của mình như thế này nè, mã số 1 em bán là 300.000 nha. Anh em là hay chơi dây mà vô nhiều máy rồi đó, quay lâu rồi đó, chơi đổi lấy cái bộ này chơi. Đây, nguyên một bộ, sẽ gửi luôn cái hộp cho anh em mình luôn, nó có cái hướng dẫn trong này. Em về mình coi, mình gắp vô sử dụng. Mã số 1 nha anh em, 300. Mã số 2 đây anh em, con máy nhỏ siêu siêu, con máy size 700 nè anh em. Đó, con này đẹp quá trời, full full kim loại nè. Anh này cho bác đang tìm thì mua nha, lâu lâu mới có con đẹp như này. Con Olympic, mua bình xong, đổi tay trái phải. Mã số 2, 300.000. Cước số 2 đường 170m, cước số 3 115m, 300.000. Tiếp như mình con này, con này con đai qua cũng đẹp quá nè, con này size này khoảng 5.000 anh em. Đẹp mà mượt mà vô cùng, một con đai qua mắc 4.200. Để hai bạc đạn nè. Kim loại toàn thân nha anh em. Một con đai qua mắc in da băng, mua bên sống, đổi tay trái phải mượt lắm, đẹp lắm, con này lướt. Anh em chơi mà máy kim loại mà con như thế này là quá đẹp luôn anh em. Đẹp không thể bằng cái luôn. Mấy con này cốt to không anh em. Mã số 3 nha, 500.000, đá đồng tiền bát gạo, size 500. Ủa, size 5.000, 500.000. Anh nhanh tay, chốt. Rồi, anh em này chuyên quýnh biển chơi con máy hạng nặng, con này. Nhưng một con to chà bá nợ, một con đai qua Super Dynamic Made in Japan, to chà bá, ngoại hình đẹp luôn. Full cuộn dây này, con cá ngàn mét này anh em. Đó, anh em này chuyên đánh biển nè, cuộn dây này là bao cắn luôn nè. Thấy không, cuộn dây chuyên quýnh biển hạng nặng nè anh em. Đó, anh em thấy mấy thằng mà biển mà mấy Mỹ mấy Nhật mà nó hay câu mà cá mà vài chục ký được á, lôi mình đục ầm ầm dây này nè anh em. Nó nè, đó anh em đi đến biển thì chơi dây này nó mềm chứ nó không cứng đâu nha anh em, nó mềm nè anh em thấy mềm thấy không, nó mềm nhưng mà dây nó trên con biển nè, cuộn này không cá ngàn mét rồi đó. Dây không là dư tiền anh em, anh em mình về chuyên đến biển thì đánh chuyên đánh máy điện rồi đó, mua mấy dây khác rồi nó thú quắc luôn, cuộn dây biết nhiêu tiền. Đóng bù đóng giờ thôi, còn hàng đây qua đẹp lắm anh em, mới tin nè. Nó to cho bá nện nè, rất là to, hai tay em bảo luôn nè. Con này mã số 4, 500.000 nha anh em, 500.000 cuộn dây là anh em dư tiền rồi. Máy thì không lỗi lầm với anh em, con lừa hoạt động ok hết nè, em kiểm tra rồi tất cả chức năng hoạt động bình thường. Mã số 4, 500.000. Tiếp như mình, đây là gần tay đóng ngắn nha anh em, 3m9 tầm khoảng 4h, chất liệu là phíp nha, thu gọn của mình là 40cm, chất liệu là phíp, một cái gần tay đóng ngắn cho anh em mình đi trốn vợ luôn nè, bỏ cốp xe, ba lô, vali, đồ mùa hè chuẩn bị tới nè, đi du lịch kết hợp với câu giải trí rồi nè, đi sinh thái rồi đó, mình kết hợp với giải trí đồ câu, lấy một hay bộ thẻo nữa là bỏ vô là câu thôi. 200.000 anh em nha, không đáng bao nhiêu, rẻ tiền mà câu dính cá thiệt nè. Đó, kết hợp công nghệ giải trí thì mã số 5, 200.000. Mã số 5 giá 200. Tiếp đi mình, cái này cái cần tay carbon, nó cần tay VIP luôn em, mà nó bị lỗi rồi. Mất nút đích nè, lấy nút dây chai nắp vô nè, một cây đai qua 6m1 zoom 3 chế độ luôn, một cây power mét nè. Nó zoom nè anh em, 6m1 rồi nó zoom lại nữa nè, nó zoom xuống đây là 5m7 nè. Đó, rồi nó zoom xuống đây là 5m3 nữa anh em. Nói chung á, là nó mấy cái lóng trên này nè là nó thay cái lóng cần phíp rồi. Đó, mấy cái lóng ngọn em nghĩ là bốn lóng ngọn này nó có nó bị gãy hay nó bị mất tích gì đó. Đó. Cái ngọn còn đây nè. Rút ra thẳng nha, thẳng 4H nha. Đó thì nói chung là hàng VIP nhưng mà do nó bị lỗi sóng hai da nè. Mấy cái chỗ này nó quấn băng keo thôi chứ không có nước anh em. Quấn keo tù lược vô chỗ này, chỗ này thì xước carbon nè. Đấy. Nên nó xước carbon nó quấn tù lược chân nè. Anh em về mình coi mình sửa sang, mình lau chùi, mình làm lại cho hoàn hảo lại nha. Đấy, cây này cây VIP nó bị lỗi rồi, nó dùng 3 chế độ, còn tay lóng ngắn nè, chỗ này nè, nó hơi nặng tay. Đó, tình trạng cây cần như vậy thì em bán giá rẻ cho nên mình chơi. Cây này mã số 6 nha, giá là 300.000. Quý chú bác mình lớn tuổi rồi,
Ôi, chú bác đúng rồi, chú bác lớn tuổi đúng không? Thích về mình rảnh thời trang mình làm để cho nó ngon lành mình câu mà suốt 6 giá 300 để gì không được nha, cũng được luôn chứ phải không được đâu. Tiếp như mình cái này cây Shimano như này, một cây Shimano dòng đời mới nè, đẹp lắm, mới chát luôn, bắt máy Fuji đồ nè, đọt 1.5 và 5.3 hàng Indo, cây Shimano Holiday. Thì cây này nó hư khoen anh em, nó hư dàn khoen ngọn rồi, em bán sát cho anh em mình về mình hạ tay nha. Cái phôi nhám dòng đời mới của Shimano nè, nhám phôi bông nè, đó anh em về hạ tay cây này cũng tầm khoảng 4 5 h rồi anh em. Ngọn này ngọn 1,5 ly, cân nặng của mình là 200 g, mã số 7, 500.000 nha em. Rồi tiếp với mình cái này, cây dây trong 3 khúc góc xoắn hai da luôn nè, hàng carbon, cái tay cầm ác đạn không, đây qua hồi lóc hãng Alpha Techco như này, bắt mắt Fuji tem vàng sọc xanh luôn nè, mấy cây này phô tốt lắm. Cứng của mình là cứng khoảng 50, dài 3m, 3 khúc khoen Fuxix, hàng sản xuất Korea, có dính bụi dính dơ phèn xích nè, xích rin nè, là nó đó, hàng nguyên zin nguyên bản, không gãy không hông, hộp dây trong 3 khúc, cân nặng của mình là 395 g, ngọn của mình cây là ngọn 2,6 ly, cây này mã số 8, 400.000. Tiếp với chú bác mình đây, đây cây này là cây cần ISO khoen nhỏ, anh em nhìn cái chuôi cần anh em thấy không, và tiết qua dăng đẹp không, đó bắt máy Fuji, cây này hãng của Roya Carbon, đọc số 3, 5,4 luôn nè, đọc to luôn nè, đọt 3 nó mới từ Roya Carbon chuẩn nội địa Nhật, bắt máy Fuji, tất cả anh fan Fuji nắp chụp này bể rồi, em sẽ tới hai cho anh em mình nắp chụp khác nha. Đó. Tất cả anh fan Fuji, cây này nguyên zin nguyên bản 100%, phôi đẹp luôn nè, không carbon sẵn mới tinh, góc thì có chạy xước sơ sơ, đẹp đó nè, zin 100% mà đẹp xuất sắc luôn, đọt số 3 luôn nha anh em. Đó ngọn cây này 1,6 ly, 1,6 ly, 1,7 ly anh em, cân nặng của mình là 325 g, mã số 9 nha, bán cho bác mình giá là 500.000, mã số 9, mã số 9 giá 500, quá tuyệt vời. Tiếp lên như mình cây này là cây ISO khoen lớn nha, cây hãng của Osaka nội địa Nhật nè, thông số nè, ai tìm đang tìm, hôm trước hỏi mấy người hỏi luôn, hôm nay nó lòi ra cây nè, Osaka nội địa Nhật, cây ISO khoen lớn nha em, bắt máy Fuji vặn, đọt số 5, 4,5 m nha, số 5, 4,5 m. Nó có chỗ này là dính dơ nha nè, dính dơ nó kiểu như là áo một lớp bụi lên đây nè, về mình tẩy rửa vệ sinh giúp em. Đó, đọt 5, 4,5 m, ISO khoen lớn, tất cả của mình đều là fan Fuji. Nè, bộ khoen cũng đóng bụi nè, một lớp luôn nè. Không hư nha nè, khoen này khoen không hư không nứt nha, à có, nứt nhỏ xíu chỗ này một tí xíu. Nè, nứt chỗ này chút xíu nè, về mình coi mình dán keo lại, hoặc là mình hàn lại. Đó, phôi cũng còn khá là đẹp nè, nhưng mà có xước lông mèo lông chuột đây nè, phôi bóng đẹp mới, xước lông mèo lông chuột một vài chỗ, thông số tuyệt vời luôn em, đọc số 5, 4,5 m, ISO khoen lớn, nguyên zin nữa nè, cây này cũng zin toàn bộ, mình zin 100% luôn, ngọn 2 ly, cân nặng của mình là 235 g, mã số 10, 600.000. Số 10 giá 600. Tiếp theo như mình cây ráp khúc như nè, một cây cần ta ráp khúc, cây này hãng của thằng gì em không có rõ lắm nè, nhưng mà nó làm cây trúc trúc móc tự trúc nè, đẹp lắm, 3,9 m, đâu đó tầm khoảng 3,5 h nha, một cây ráp khúc có bao cần nhưng mà không có nút, đó. Đẹp xuất sắc, mới tinh tươm luôn, ráp khúc Hera, ngọn 1,2 ly, ngọn đặc 3,9 m, cân nặng của mình 114 g, cây này mã số 11 nha, 700.000. Không anh em ơi, cây này là nó là 4,2 m nha anh em, phải 3,9 m nha, 4,2 m nha, 4,2 m, mã số 17, nó tầm khoảng 3,5 h á, bán ra chú bác mình 700.000. Tiếp tục chú bác mình lên cây này là cây ISO khoen nhỏ, lâu lâu mới có một cây, cây này đây qua, cây đây qua DZ luôn nè anh em, đọt số 3 và 3,3 m, quá tuyệt vời, anh em ở Quảng Ninh gặp là mê chết, hơi dơ nha, Made in Korea nè, sản xuất Korea, xuất nhập hơi dơ hơi bụi này nè, chứ không có cũ đâu. Đó. Đây, design. Tất cả mình fan Fuji, cũng nguyên zin nguyên bản hết toàn bộ luôn nè. Nè, trên cần mình dơ nè, nó có đóng dãy cá, đóng bụi trên đây nè anh em. Nguyên zin nguyên bản nha, đọt số 3. Dài 3,3 m, một cây một nữa nè, ai nhanh tay thì lượm thu gọn của mình có 7,8 cm thôi, cân nặng của mình 129 g. Ngọn 1 ly
4, mã số 12 700.000 nha anh em. Mã số 12 700.000. Tiếp cho bác mình đây là cái ISO khăn nhỏ, cây đai hoa hai da luôn, một cây đai hoa Whisker, carbon Whisker hai da, có chạy xước dưới góc đây. Đó, bắt máy full di vận đời cao luôn nè anh em. Đọt số 2 và 46 nha, một cây đai hoa Whisker sáng hai da, sản xuất tại Korea, tem vàng nội địa. Đó, có chạy xước sơ sơ nè, anh em nhìn kỹ mới thấy nha, soi đèn mới thấy, còn nhìn sơ không thấy đâu. Nắp chụp nè, khoen Fuji xịn luôn. Tất cả Fuji. Không nứt không hư. Hồi sóng hai da đây nè, có cũng có sờn nè, có sờn có ố nè. Có chạy xước sơ sơ nè. Nó. Nhưng mà còn mới đẹp nha, không có cũ nha. Nó sóng hai da. Đọt 2 và 4.8 một cây đai hoa. Ngọn 1 ly rử đọt số 2 4.6 cân nặng mình 185g, mã số 13 800.000. Mã số 13 800.000 nha anh em. Tiếp tục như mình cây này, cây hai khúc Shimano, cây này đẹp quá nè, cây này mắc tiền lắm á. Một cây Shimano. Bắt máy Fuji Shimano chính hãng nè, một cây Shimano dòng Tachido BB nè, cái dòng con mực đó nè, nó kiểu như lưu mực vậy. Dòng BB nè, có chữ BB là nó giống như lưu mực vậy nè, nhưng mà em không có rõ lắm. Nó vào máy 95 nè, hàng made in China, cái cây Shimano sản xuất từ Trung Quốc xuất Nhật như nè. Khoan của mình là fan Fuji Konai. Đầu bu xích chống sắn luôn, fan Fuji Konai. Cây này mắc tiền lắm, anh em có chắc thử là nó chữ Shimano. Và anh em đánh Tachio này nè, BB này ra giá thử mắc nha. Anh em có tra giá thử đây, cây này máy 95. Thì so với cần lua thì cây này tầm khoảng M nha anh em. Khoảng M. Đó, có thể quấn zip, có thể quấn lua, em nghĩ là nó dạng dòng mấy dòng câu lua mực đó nè. Tại vì thấy chữ BB á, cái fan đề ba nó hơi méo méo một chút xíu, cái fan này hơi méo méo một chút xíu. Thì em sẽ bẻ lại sau nha nè, hiện tại cầm tay không bẻ, bẻ nước chỉ. Em lấy kìm bẻ lại sau. Đó, nguyên zin nguyên bản nha anh em, không gãy không hao hụt, độ bù xịt chống sắn, cái Shimano. Cân nặng của mình 150g, ngọn của mình là 1.8 ly. Cái này mã số 14 nha, 900.000 anh em ơi. Tiếp là như mình cây UL, cái UL Shimano Scott luôn, quá độc anh em. Cây này cũng mới thấy lần đầu tiên luôn. Khoen biết cao nè, khoen bốm nè, khoen cánh bốm nè, thấy không? Bộ khoen cũng độc nữa nhưng mà tiếc cái là khoen nó không đẹp thôi. Khoen xích gòn nè. Một cây Shimano Scott luôn nè, chứ bình thường á, Bantam Scott này. Nè, Shimano nè. UL nè anh em. Scott con bộ cạp có nè. Mà lua được 1-4g nè, dài 5 feet là 1,5 m cắm gốc, sản xuất Korea nè. Shimano gắn gỗ bằng nha, UL nha. Anh em mà đánh mê đánh UL lụm cây này về tân trang. Lao chùi đánh bóng rồi lại mấy cái này có thể đem xi lại được nè. Mấy cái khoen này tháo ra xi lại titan nó đẹp lắm. Nha. Hiếm lắm mới có thằng cây anh em, UL quá đỉnh luôn. Anh em muốn chơi độc nhất vô nhị thì chơi cây này siêu nhẹ luôn anh em. Dạt 1,5 m. 57g. Mã số 15 900.000 nha anh em. Mã số 15 900, em không dám để đó, sợ cây khác đè lên nó gãy á. Dựng lên kệ. Rồi, tiếp đi mình cây này là cây Heichi. Hai ngọn Shimano, một ngọn cứng 10-15 và một ngọn cứng 15-25, sáng ít toàn thân hay bô ít nội địa Nhật, đẹp. Cây này là thay một khoen, khoen cũ nó hư, em đã thay khoen khác cho anh em mình, giống hệt khoen zin luôn, chả khác gì hết, đã thay khoen cho anh em mình ha. Cây Shimano sáng ít dài 2m1, hai khúc hai ngọn luôn, hay bô ít, tất cả mình phen là phen Fuji phản quang anh em. Đó, chỉ là nó khoen cũ về nó gãy thôi, chết mẹ đang khoen nữa trời. Thì không sao nha, em sẽ kiếm cái khoen khác em thay cho anh em mình vô. Đây mới phát hiện ra khoen nè. Đó thì em đảm bảo bên em mình là sẽ là hoàn thiện. Em sẽ kiếm cái khoen khác thay cho anh em mình vô đây hoàn thiện. Em thay cái khoen xích cho anh em mình vô đây luôn. Khoen quy xích luôn, xích để mới luôn. Đó, em quấn vô văn kia kìa nè, để đây nè, nhìn vô biết. Đó, để theo lưu ý giùm em ha. Đẹp, có chạy xước nhưng mà đẹp. Hai ngọn luôn, mua một được hai. Giá 1 triệu nha nè, mã số 16 giá 1 triệu. Tiếp là cho mình một cái siêu phẩm cần tay nha nè, chuyên à, anh em là chuyên câu suối là cây này. Một cây đai hoa The Whisker, má mấy cây này mắc như quý anh em, rất mắc tiền luôn á, anh em đừng nhìn nó chùi chùi thôi nha, chứ nó mắc tiền lắm. Dòng đai hoa Whisker 4,5 m. Full bao túi nút đồ nắp đậy rồi, anh em thấy đẹp không? Đẹp xuất sắc luôn. Thì đâu đó nó tầm khoảng 2H 3H thôi anh em, nó chuyên suối thì nó không có độ cứng, nó không có cao đâu anh em. Nhưng mà anh em lúc nó thẳng nha, tầm khoảng 3H, em nghĩ là tầm khoảng 3H của cần câu suối anh em. Siêu nhẹ luôn, chút em cân nữa cho anh em mình coi. Nó zin 100%, mới là khoảng 95% lỗ lên. Nút bao đầy đủ hết, thiếu cái hộp thôi. Một cây đai hoa The Whisker 4,5 m.
Trời ơi, có 55g nè. Mà số 17 giá 1 triệu nha. Cây này là cây cần vip, nó còn mắc hơn mấy cây hai da nữa nè. Mấy cây hai da nó không có tuổi với cây mà đầu Whisker đâu. Whisker này nè, nó có hình con cọp mắc còn dữ nữa. Cây này thì chưa có con cọp nè. Rồi, tiếp với mình cây lua máy đứng 2 khúc, một cây Deco này nè. Cây Deco 2 khúc nha, fan khu xích dòng súng. Cây Deco Frost Remer Frost. Đó, cây này của mình thông số là dài 2m7 nha anh em, size L, lua từ 7 đến 20g, tải cá từ 8-14 là bao, là khoảng 7 kg. Tất cả mình fan của xích đồng súng, một cây Deco, ngoại hình cũng còn rất đẹp nha anh em. Nguyên zin nguyên bản 100%. Một cây Deco. Tất cả fan của xích đồng súng 2m7 2 khúc size L. Lua được tới 20g. 7 đến 20g, tăng nặng của mình là 174g. Ngọn của mình là một ly 9, cây này mã số 18, giá 1,2 triệu nha anh em. Mã số 18, 1,2 triệu. Tiếp lên cho mình cây ISO dây trong. Cây này đẹp luôn nè anh em. Thì cái cùm này em sẽ gỡ ra nha anh em. Cái cùm này em hứa em cho ông anh rồi, nên em sẽ gỡ ra. Hiện tại đây em chưa có khóa lớn, em chưa gỡ ra được nè. Chứ em gỡ được là em gỡ liền rồi. Đó. Ha, thì anh em cái cùm này là dành câu máy điện. Thì anh em biết rồi, mấy cây dây trong bên Nhật nó câu điện không à, câu máy điện nên mấy cây này nó tải cá cực kỳ đỉnh luôn. Anh em có chơi dây trong trải nghiệm thử đi rồi anh sẽ biết. Cây này cây đai qua đẹp nha anh em, đọt số 4 5m2 thông số quá đỉnh luôn. Đó, chú bác mình đang tìm, đang có nhu cầu kiếm một cây dây trong cuốn bạo lực cứng cao rồi đấy cây này. Nha, từ bắt máy nó đẹp hết. Một cây nè. Cái này em có hai cây, một cây đọt là số 2, một cây đọt số 4 nè. Còn cây đọt số 2 nữa, giống y chang vậy luôn. Anh em nếu muốn mềm mại hơn là lấy cây đọt số 2 kia. Còn bạo lực lấy cây này, đọt 4 5m2 hàng Bắc Đinh Thái Lan nha. Anh em thấy màu đẹp không? Ghê luôn, mấy chỗ này là chùi ra hết nè. Zoom luôn nè. Ấy da. Zoom ra đó, đẹp xuất sắc. Fan phu xích anh em là họ phong thủy một màu cam bạc lượm cây này đây, ngọn to chà bá, đầu bu cũng to chà bá luôn, mới tuyệt vời. Trên 9500, cân nặng của mình là 456g. Để em đo cái ngọn nặng bao nhiêu. Cái ngọn của mình là tới 3,4 anh em. Cây này mã số 19 nha, bán chú bác mình giá là 1,2 triệu anh em ơi. Bình thường là 3,5 triệu anh em. Bữa này 3,2 triệu. Tiếp lên cho mình một cây cần tay siêu săn hàng nha. Một cây Olympic 9m, tầm khoảng 8H, dòng săn hàng nha em. Dòng săn hàng tem vàng nội địa Nhật, chuẩn nội địa Nhật luôn. Và rất là mới, mới trên 90-95 trăm. Mấy cái này về là cạo ra hết nè, giấy cạo ra hết nè. Đó, cái chỗ này là sờn nha. Cái sờn không phải trầy nha em, sờn là đánh Canada nè. Nút rồi nè, không có bao thôi. Cây này là anh em đánh chấm đen được nè anh em. Đánh chấm đen nhưng mà em nói trước là anh em đánh đơn nha, chứ không phải là đánh chấm đen mà anh em gắn lưỡi lục vô anh em đóng nha. Em nói cần tay là em không có khuyến cáo đánh lưỡi lục đâu, gãy hết. Em nói anh em mình câu vô một thời gian 2-3 lần, 5-7 lần anh em giật là gãy hết đó. Còn nếu mà để nói mà đánh lưỡi đơn mà bo tay đôi với cần chấm đen thì cây này là vô tư mà đánh luôn, tầm khoảng 8H nè. Lâu lâu mới có một cây mà gọi là săn hàng bạo lực mà hàng Nhật chuẩn như thế này anh em. Zin 100%, không một lỗi nào luôn, chỉ thiếu cái bao cần thôi. Ngọn 2 ly tầm khoảng 8H nha. Đó. Cân nặng của mình 552g. Đó, cây này anh em mới quấn chấm đen được. Góc của mình là 32. Thì cây này mã số 20, giá của mình là 2,5 triệu nha. Đó, anh em mình mà muốn kiếm. Với thêm phần anh em mấy cây Olympic này nè. Cái cần tay của cái dòng này nó mắc lắm. Nó chứ em có mấy cây trong hộp nó mắc lắm. Nói ra anh em mình giật mình luôn á. 170-180 ngàn yên á anh em, tính ra nó biết bao nhiêu tiền của mình á, mười mấy triệu á chứ không rẻ đâu. Là cây Olympic này nè, dòng này luôn nè. Thì cây này săn hàng em nghĩ nó còn mắc hơn dữ nữa, nó lâu lâu được một cây. Thì em nói để anh em mình biết cái giá trị trên hộp đó thôi, chứ không phải nói ra để bán cây này 5-6 triệu, 7-8 triệu gì không có, vẫn bán theo cái giá bình dân, giá từ trước tới giờ em đã mặc định trong đầu niêm yết em rồi. Đó, thậm chí là mùa này em bán còn thấp hơn bình thường á anh em. Thì cây này là mã số 20 nha, giá là 2,5 triệu thôi. Anh em chú bác mình kiếm một cây Nhật chuẩn để mà săn hàng chấm đen thì lậm. Giờ muốn kiếm một cây thứ hai là nó độ cứng mà nó khô nó như vậy cũng không có đâu nè. Cây này cũng vậy nè. Một cây Shimano, một cây Sub Leader Shimano Fan Xích. Độ cứng là BX. Bán cho anh em mình giá 2,6 triệu luôn nè, mới tinh tươm luôn nè. Đó, em ngẫu hứng lên em bán giá là anh em mình tha hồ mà hốt, khỏi phải đắn đo suy nghĩ. Tất cả fan khu xích và nguyên zin nguyên bản mới tin nè. Bao cần nắp xịp xịn luôn, không ít định vị đâu nè. BX giá 2,6 triệu. Ai nhanh tay thì lụm. Khoảng 3 ly cân nặng mình 442g. Mã số 21 2,6 triệu. Đấy, lúc em hứng lên, lúc em ngẫu hứng em bán giá lên tụt quần. Anh em mình cứ chỉ đón mà chụp thôi.
ở bên kênh của em bán nó thật với anh em mình đó. Chứ rất là nhiều anh em mua để bán lại, nhiều lắm, rất rất nhiều lắm em biết luôn đó anh em. Không phải không biết đâu, nhưng mà anh em canh những cái mặt hàng lâu lâu em tùy em bán. Nhưng cây này nè, hứng lên em bán giá đó đó, thì anh em mình canh lượm về mình bán lại mình cũng có lời. Thì tất cả mặt hàng hôm nay em cũng xin kết thúc video tại đây nha anh em. Hẹn gặp lại quý anh chú bác mình trong những video tiếp theo. Xin chào.